Em Lâm lại chào các bác nhá. Em Lâm lại quay tiếp quạt cho các bác đây. Em Lâm lại quay tiếp cho các bác một chiếc quạt Latina quạt lửng cao 90. Thì Lâm dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em Lâm. Kênh em kênh hàng Nhật Bái Thanh Lâm. Em dùng hai số điện thoại. Số đầu tiên số 0975 360433, dưới là 0377996066. Thì cả hai số này thì em đều dùng Zalo cả nhá. Bác nào lấy thì alo em. Đấy, em quay vào quạt luôn cho các bác đây. Đấy. Con này thì là quạt lửng nhá. Quạt lửng cao 90, thân nhựa đế sắt. Đấy, chất quạt thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy, chất quạt thì đẹp xuất sắc luôn. Từ những vết mạ chrome này, cổ trên cổ dưới này. Quạt này em cam kết bác là 100% là em chưa dọn dẹp gì đâu nhá. Em mua thế nào thì về em để nguyên như vậy. Đấy, chất quạt thì cực đẹp luôn. Đấy, chưa có làm một cái gì nhá, chưa vệ sinh, chưa có mông má gì đâu. Đấy, cứ có thế nào là để nguyên như vậy thôi. Đấy, chỉ có tra tí dầu mấy khâu vào để test quạt thôi. Nó yên tâm thôi, bởi vì để lâu ngoài bãi sợ nó khô dầu thì em có tra thêm dầu vào để yên tâm thôi. Bác nào về bác chỉ cần lau qua là dùng thôi mà, chả cần lau cũng được, cứ để nguyên thế này là dùng thôi, cần gì phải lau. Đấy, quạt nó gần như mới mà, quạt em chuyển toàn những con quạt đẹp mà. Đấy, lồng trước này, cánh trước này cực kỳ sắc nét luôn, cánh là cánh zin nhá, tem tủng đào hoàng nhá. Đấy, chất quạt cực đẹp luôn, con này thì full xanh luôn, full size xanh luôn. Cái cánh này nó sẽ đắt hơn cái cánh thường nhá, đắt hơn cái cánh màu xanh xanh kìa. Cái con màu xanh xanh kìa thì nó sẽ rẻ nhá. Còn cánh này nó sẽ đắt hơn nhá. Đắt hơn 500 ngàn đấy. Không đơn giản đâu. Em bật quạt luôn nhá. Đây, ba số. Số 1 này. Đây, đây em bật quạt cho các bác nhá. Đây, bật luôn số 3 luôn. Điện đâu ấy? Con này đổi điện 220 rồi. À, con này em lắp đổi nguồn 220 rồi. Này, con này em lắp đổi nguồn 220 rồi. À, con này em lắp sẵn đổi điện 220 ở trong máy rồi nhá. Đấy, đỡ phải cắm lại. Qua đây. Con này hôm Tết lắp lắp rồi. À, qua này thì em về trước Tết có một số con em đã lắp đổi nguồn rồi. Một số con thì em chưa lắp nên chả giờ chưa nhớ nào lắp nào chưa rồi. Phải tháo đít chưa? Nhà em thì có hỗ trợ đổi sang điện 220 sẵn cho các bác luôn nhá. Đấy, chất quạt thì cực đẹp luôn. Đẹp miên man luôn. Xứng đáng luôn để các bác sưu tầm luôn. Là lật đế con nhìn này. Anh ở dưới này nha. Con nhìn ốc, sướng không? Chưa giao nóc nào đâu nhá. Đấy, nguyên bản hết. Qua đẹp luôn. Xứng đáng để các bác sưu tầm luôn. Đấy, em đang để điện ở trong 110. Nên là khi em đổ điện sang điện 220 rồi. Nên nó chạy hơi yếu một chút nhá. Đấy, nhưng quạt vẫn đang chạy bình thường đấy nhá. Đấy. Đấy, tôi năng đây. Con này thì em đổ điện từ trong năm rồi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Nước mạ lồng này các nhìn. Nước mạ lồng. Đẹp xuất sắc. Mạ lồng sau này. Giá trị các bác chơi sưu tầm. Tuy nó là thân nhựa đế sắt tôi nhưng mà cái quạt này nó rất là đẹp mà. Đáng để các bác sưu tầm luôn. Từ cái lúm này. Các nhìn. Đẹp chưa? Là thì là xứng đáng này có sưu tầm giá hơn 2 triệu bạc rồi. Bác nào lấy thì alo nha, hơn 2 triệu thôi nhá. Đấy, quạt thì có hỗ trợ đổi nguồn nhá, xếp hàng toàn quốc. Bác nào lấy thì alo em. Này nhìn cái lồng phê lắm bạn, quạt toàn quạt thửa rồi cho có nhá.